Cô gái này bị mù nhưng lại sở hữu tài năng phi đao cực kỳ hiếm thấy. Bất kỳ đối thủ nào ở trong khoảng cách dù gần hay xa cũng không thoát khỏi tầm kiểm soát của cô. Chỉ cần cô xuất chiêu là chắc chắn sẽ có kẻ phải nằm xuống. Cung phu của cô thuộc dạng không phải ai muốn động là động vào được. Dù hai mắt không nhìn thấy nhưng cô lại sở hữu đôi tai cực kỳ nhạy bén. Dù là bất kỳ âm thanh nào cũng không thoát khỏi được đôi tai của cô. Tuy nhiên cô gái đó lại đang gặp phải sự truy sát của quan phủ. Chúng đã bất chấp mọi thủ đoạn chỉ để bắt được cô. Vậy cô gái đó là ai mà lại sở hữu tài năng hơn người như vậy? Lý do vì sao quan phủ lại không từ thủ đoạn chỉ để vây bắt một cô gái khiếm thị? Hãy cùng mà tìm hiểu trong bộ phim Thập Diện Mai Phục năm 2004 để có câu trả lời nhé. Phi Đao Môn là một tổ chức được thành lập với mục đích hành hiệp trượng nghĩa, lấy của người giàu chia cho người nghèo. Trong khi triều đình bảo bê người dân nghèo khổ thì Phi Đao Môn lại đứng ra bảo vệ họ. Các hành động hiệp nghĩa của Phi Đao Môn dần dần chiếm được lòng tin của người dân nhưng lại trở thành cái gai trong mắt của triều đình. Chúng đã treo thưởng rất lớn để bắt những người đứng sau lãnh đạo tổ chức này. Rất nhiều cuộc vây bắt đã được tiến hành nhưng Phi Đao Môn vẫn hoạt động và ngày càng lớn mạnh. Cứ người này bị bắt thì người khác lại đứng lên lãnh đạo. Họ ẩn mình trong bóng tối và không bao giờ để lại dấu vết để triều đình bám theo. Tuy nhiên, đám tay sai triều đình vẫn có cách để lần ra tung tích của Phi Đao Môn. Cuộc chiến giữa hai thế lực ngày càng căng thẳng khi trưởng môn của Phi Đao Môn bị triều đình bắt và xử tử. Nhân lúc Phi Đao Môn thay trưởng môn mới, triều đình đã lên kế hoạch tóm gọn một mẻ lưới. Cô gái xinh đẹp này là tiểu muội. Ông trời quá bất công khi cho cô vẻ ngoài xinh đẹp nhưng lại lấy đi đôi mắt của cô. Tiểu muội là người mới của kỹ viện và cũng là viên ngọc sáng giá nhất. Vừa mới tới, cô đã trở nên nổi tiếng và được các đại gia săn đón. Tuy bị hỏng đôi mắt nhưng đổi lại, tiểu muội có thính giác cực kỳ nhạy bén. Bất kỳ điều gì xảy ra trong khoảng cách gần đều không thể qua được mắt của cô. Ngoài ra, tài năng múa của cô cũng được đánh giá rất cao. Khách đến đây muốn gặp được tiểu muội phải trả một cái giá xứng tầm. Sự xuất hiện của cô khiến kỹ viện ngày một nổi tiếng hơn. Tuy nhiên cô chỉ là người mới vào nghề nên không tránh khỏi việc làm khách phật ý. Hôm đó tiểu muội được một đại gia bao trọn cả buổi chỉ để xem cô múa, nhưng vì đã quá chén mà tên kia đã có hành động không được đúng mực. Mặc dù đây là kỹ viện nhưng tiểu muội là người mới nên không được làm gì quá giới hạn. Tú bà và mọi người thấy vậy lao tới ngăn cản nhưng cũng không thể tách được tên say xỉn kia ra. Đúng lúc này một bồ đầu xuất hiện đã chấm dứt tất cả. Anh ta đã cho bắt tên say rượu kia vì tội quấy rối và tiểu muội cũng bị đưa đi cùng vì có liên quan. Nhưng vì nghe thấy tài năng của cô nên bồ đầu kia cũng muốn nhân cơ hội thưởng thức. Anh ta là Lưu bồ đầu của nha huyện, được giao trọng trách đi truy lùng những kẻ thuộc Phi Đao Môn. Hôm nay rảnh rỗi đi ngang qua kỹ viện, tình cờ lại được xem tài năng của cô gái nổi tiếng nhất ở đây. Vì biết thính lực của tiểu muội rất tốt nên Lưu định thử xem sao. Anh ta sẽ đánh vào các chiếc trống xung quanh và việc của tiểu muội là lắng nghe và đánh vào đúng vị trí đó. Quả nhiên trăm nghe không bằng một thấy khi màn thể hiện của tiểu muội quá xuất sắc, không một mục tiêu nào Lưu nhắm tới mà cô bỏ qua. Dù Lưu đã cố tình dồn cô vào thế khó nhưng tiểu muội vẫn có thể xử lý được tất cả. Đột nhiên lúc này, cô đoàn lấy thanh kiếm trên bàn của Lưu và dùng nó tấn công anh. Tất nhiên là Lưu cũng không ngại tiếp tiểu muội vài chiêu mà chưa cần hỏi lý do ngay. Dù mắt cô không nhìn thấy nhưng anh ta cũng không lợi dụng điều đó mà động thủ. Trong các chiêu thức của Lưu vẫn có gì đó muốn nhường cô một bước, tuy nhiên tiểu muội lại một mực muốn lấy mạng của Lưu. Thì ra từ lâu cô đã căm ghét đám quan lại triều đình như Lưu nên gặp là chỉ muốn giết, nhưng cô không biết nãy giờ Lưu chỉ đang nhường nhịn vì cô là phụ nữ và vì cô không nhìn thấy. Sau khi biết tiểu muội muốn giết mình thì anh ta cũng không nương tay với cô nữa, vì tiểu muội không thể nhìn thấy mà chỉ dùng tay lắng nghe, Lưu đã đánh lừa được cô. Quả nhiên cách của anh có hiệu nghiệm nên tiểu muội không thể phân biệt được vị trí của Lưu. Thực ra anh thừa khả năng để có thể bắt được cô, chỉ là anh muốn trêu đùa cô một lúc rồi mới bắt sẽ thú vị hơn. Trong đại lao khi này có hai bồ đầu ngồi trò chuyện chính là Lưu và Kim. Không ngờ tên say xỉn khi nãy trong kỹ viện bị bế đi lại là một bồ đầu cải trang thành. Khi đó, việc truy lùng các nội gián của Phi Đao Môn đang ngày càng được quan tâm. Lưu và Kim là hai bồ đầu được giao trọng trách truy lùng tung tích của các sát thủ. Phải nói họ là những người tài năng trong việc truy bắt tội phạm khi mà vừa ra trận đã tóm được một sát thủ của Phi Đao Môn. Nhờ mưu kế của Lưu mà hai người đã tóm được tiểu muội bị cho là người của Phi Đao Môn. Dù cô không khai gì nhưng họ cũng có cách ép cô phải nói ra. Lưu lần lượt giới thiệu các cực hình trong đại lao cho tiểu muội biết để dọa tinh thần cô. Thực ra không ai muốn phải dùng cực hình với một cô gái như vậy cả. Tuy nhiên sau đó quan binh đã phải rất vất vả vì để tiểu muội trốn thoát. Một người bịt mặt đã xông vào đại lao để cướp ngục. Người này thân thủ rất giỏi khiến lính canh không có cách nào ngăn cản. Tuy nhiên người bí ẩn đó lại chỉ đánh họ bị thương chứ không có ý định lấy mạng. Thì ra đó là Kim bộ đầu, vì đã mê mẩn sắc đẹp của tiểu muội và không muốn nhìn thấy cô chịu khổ nên đã đánh liều cứu cô ra khỏi đó. Đúng là anh hùng thì khó qua ải mỹ nhân, nhưng họ chưa chạy được bao xa thì quan binh đã đuổi đến. Nhờ vào đôi tai nhạy bén của mình, tiểu muội đã phát hiện ra chúng từ xa, thế nhưng vì chúng cưỡi ngựa nên rất nhanh đã có thể bắt kịp được cô. Trong khi đó, Kim đang bận đi tìm đồ giúp tiểu muội nên không kịp đến trợ giúp. Tiểu muội khi này phải tự lo cho bản thân mình, không chỉ có thính giác nhạy bén mà cung phu của cô cũng không phải dạng vừa. Quan binh muốn tóm được cô với vài ba người không phải chuyện đơn giản, dù không trông thấy nhưng cô có thể cảm nhận được nguy hiểm và tìm cách ứng phó. Tuy nhiên, đám quan binh kia cũng không phải không có não khi nhanh chóng biết cách đánh vào điểm yếu của cô. Nếu chúng cùng xông tới thì tiểu muội không có cách nào đồng thời chống trả. Đúng lúc đó, Kim đã đuổi tới kịp và thể hiện một màn anh hùng cứu mỹ nhân không thể để mắt hơn. Qua hai lần được Kim cứu mạng, tiểu muội đã có phần động lòng, có vẻ như Kim đã chiếm được lòng tin của cô qua màn thể hiện của mình.
Từ khi không nhìn thấy ngoài việc có thính giác tốt thì tiểu muội còn cảm nhận mọi thứ thông qua bàn tay của mình. Cô có thể đọc vị được tất cả mọi thứ về kim chỉ bằng cách dùng tay, không chỉ đọc được về bề ngoài mà bên trong kim đang nghĩ gì cô cũng biết. Đứng trước một người con gái đẹp như tiểu muội, không ai là không động lòng, không chỉ có kim mà bất kỳ tên đàn ông nào cũng muốn có được cô. Tuy nhiên họ đang trên đường chạy trốn và tiểu muội còn chưa biết nhiều về anh nên đã làm kim mất hứng, nhưng không vì thế mà kim bỏ mặc cô, vì anh đã lựa chọn như vậy tức là phản bội lại triều đình, kim đã không còn đường lui nên phải tiếp tục đồng hành cùng với tiểu muội. Nhân cơ hội đó, anh cũng muốn thể hiện tình cảm của mình đối với cô và thân phận thực sự của tiểu muội khi này mới được tiết lộ. Thì ra tiểu muội là con gái của trưởng môn Phi Đao Môn vừa bị triều đình xử tử. Cô vô cùng căm hận quan binh nên mỗi lần gặp là đều muốn giết. Cũng may cô không biết Kim từng là một bổ đầu, nếu không họ đã không thể vui vẻ bên nhau như hiện tại. Thời gian họ vui vẻ cũng không được lâu vì quan binh đã đuổi tới ngay sau đó. Lần này chúng tới đông hơn và có vẻ còn hung hăng hơn lần trước. Chúng biết khả năng của Kim và điểm yếu của tiểu muội nên đã tìm cách tách họ ra. Kim vì không muốn làm bị thương những huynh đệ cũ nên đã có ý nương tay, thế nhưng chúng lại không biết điều mà muốn giết anh bằng được, vì thế mà anh cũng không thèm nể nang nữa mà động thủ với chúng. Tài nghệ bắn cung của Kim đã vang danh cả một vùng nên không có lý do gì cho chúng mở mang tầm mắt. Còn tiểu muội cũng lấy ra bản lĩnh thực sự của mình để đối phó với đám quan binh kia. Cô là con gái của trưởng môn Phi Đao Môn nên chắc chắn tài nghệ phi đao là không phải bàn cãi. Tiểu muội luôn luôn mang theo những thanh phi đao bên người để đề phòng trường hợp bất chắc, và khi này cô đã có cơ hội sử dụng chúng. Dù không nhìn thấy nhưng cô có thể sử dụng tai để lắng nghe chuyển động của địch và từ đó phóng ra những chiếc phi đao một cách chính xác trúng mục tiêu. Có điều phi đao có hạn và đám quan binh cũng bắt đầu khôn ra, tiểu muội đành phải dùng đến cung phu để đối phó với chúng. Nhưng vì chúng quá đông nên cô đang gặp phải khó khăn. Cũng may Kim kịp thời tới hóa giải điều đó và một lần nữa làm cho tiểu muội động lòng. Nguy hiểm chưa dừng lại ở đó, khi quan binh ở đông ngày càng kéo tới đông hơn, Kim đã bị thương còn tiểu muội không nhìn thấy đã trở thành bất lợi cho họ. Đám quan binh cũng nhân cơ hội đó dồn họ vào đường cùng, không có cách nào thoát ra. Đúng lúc này ở đâu xuất hiện một cao thủ ám khí đã tiêu diệt toàn bộ đám quan binh chỉ với một chiêu và giải cứu họ. Theo cách người đó dùng thì tiểu muội khẳng định không phải người của Phi Đao Môn, nhưng họ không có thời gian tìm ra người đó là ai vì quan binh vẫn tiếp tục truy đuổi phía sau. Điều họ phải làm lúc này là cắt đuôi được chúng. Câu hỏi đặt ra là không hiểu sao họ đi tới đâu quan binh cũng biết và đuổi theo. Sự lo lắng trên gương mặt Kim đã cho thấy anh đang có điều gì đó bận tâm. Hóa ra Kim chưa từng từ bỏ vị trí và trách nhiệm của một bổ đầu, tất cả đều nằm trong kế hoạch của anh và Lưu bày ra. Họ muốn dụ tiểu muội dẫn họ tới chỗ của trưởng môn mới của Phi Đao Môn đang ẩn náu. Để làm được điều đó, cần phải chiếm được lòng tin của tiểu muội. Việc giải cứu cô ra khỏi đại lao là lúc kế hoạch của họ bắt đầu. Trong suốt đường đi, Kim đều bí mật để lại dấu vết để Lưu có thể lần theo phía sau. Nếu có gì bất chắc, anh ta có thể trợ giúp cho huynh đệ của mình. Nhưng có một vấn đề xảy ra khiến kế hoạch của họ không được suôn sẻ. Cấp trên đã xen vào và họ không còn quyền quyết định trên ván cờ này nữa. Chính những quan binh truy đuổi Kim và tiểu muội là do cấp trên hạ lệnh và chúng đang lợi dụng chính kế hoạch của hai người để tìm ra nơi ẩn náu của trưởng môn mới và hớt tay trên. Nhưng những kẻ này chỉ cần đạt được mục đích mà không màng đến hậu quả. Kim đã bị chúng lợi dụng và sẵn sàng loại bỏ anh một khi hết giá trị. Lưu cũng không thể giúp gì hơn và Kim phải tự lo cho mình. Anh từ một người đóng vai nội gián giờ đây lại trở thành kẻ phản bội. Thấy anh đi cùng tiểu muội, chúng đã cho rằng anh là đồng đảng của Phi Đao Môn cần phải tiêu diệt. Trong lúc anh đang không biết phải làm gì tiếp theo thì tiểu muội lại chọn cách rời đi. Cô đã nhận ra Kim không thật lòng với mình nên cũng không cần phải đi chung đường nữa. Nhưng cô không biết khi này Kim đã không còn phe nào để về nữa. Anh đã trở thành đồng đảng của Phi Đao Môn và bị quan binh truy sát. Đến người con gái mình thích cũng rời bỏ mình, khiến Kim như mất phương hướng. Anh chợt nhận ra tiểu muội không thể an toàn trở về căn cứ nếu không có anh bên cạnh. Đám quan binh chắc chắn sẽ đánh hơi được và đuổi theo cô. Mà tiểu muội lại không nhìn thấy gì nên khó có thể thoát khỏi tay chúng. Quả nhiên lo lắng của Kim là đúng khi quan binh đã bố trí sẵn một cạm bẫy để bắt tiểu muội. Có vẻ như chúng đã biết trước cô sẽ đi qua đây nên chuẩn bị rất chu đáo. Rời xa Kim khiến tiểu muội cảm thấy như thiếu thứ gì đó. Có lẽ cô cũng đã có tình cảm với anh nhưng chưa cảm nhận được rõ ràng. Đúng lúc này, đám quan binh xuất hiện đã phá vỡ sự yên tĩnh đáng sợ. Chúng tấn công từ mọi phía dồn dập khiến cô phải bất ngờ. Chúng không cho cô có cơ hội nghỉ ngơi mà thay nhau lần lượt xông tới. Không biết có bao nhiêu tên đã chờ sẵn ở đây, nhưng một điều chắc chắn là chúng có cùng mục đích. Tiểu muội lại phải dùng tới thính giác nhạy bén cùng với cung phu của bản thân để đối phó. Nhưng cô cũng chỉ cầm cự được một lúc vì đám quan binh kia không phải dễ đối phó. Kim đã tới kịp lúc để giải cứu cô như những lần trước. Có điều vì địch quá đông nên anh không thể mất thời gian dây dưa với chúng. Kẻ địch có ở khắp nơi và liên tiếp tấn công, còn họ chỉ biết chạy là thượng sách. Tuy nhiên chúng đã giăng rất nhiều bẫy nên việc ra khỏi đây là điều bất khả thi. Một mình Kim còn khó có thể chạy thoát chứ đừng nói mang theo tiểu muội. Hôm nay chúng đã quyết phải bắt được hai người thì dù có mọc cánh cũng khó thoát. Hai người khi này chỉ biết nhìn nhau và họ đã nghĩ tới chuyện gặp nhau ở thế giới bên kia. Nhưng tiểu muội là một người may mắn khi lần nào cũng có người trợ giúp trong phút chót và lần này cũng không ngoại lệ. Đồng môn của cô đã thực sự lộ diện, tiêu diệt toàn bộ đám quan binh có mặt ở đó. Lần đầu tiên Kim thấy sự xuất hiện của Phi Đao Môn khiến anh cảm thấy ngỡ ngàng. Người đứng trước mặt anh hóa ra lại là người quen cũ. Không ngờ tú bà của kỹ viện lúc trước lại là người của Phi Đao Môn. Nhưng chỉ vừa mới cười cười nói nói được vài câu, họ đã lộ ra bộ mặt thật. Sự xuất hiện của Lưu sau đó
đã giải thích lý do vì sao họ làm như vậy. Thì ra ngay từ đầu, chính họ đã bị Phi Đao Môn dắt mũi, mọi đường đi nước bước của hai người trong kế hoạch đều bị Phi Đao Môn nắm thóp, từ đang làm chủ bàn cờ, giờ đây họ lại trở thành quân cờ trong tay người khác. Nhưng khi Tiểu Muội xuất hiện mới thực sự khiến tất cả bàng hoàng, cô không phải là con gái của trưởng môn cũ mà chỉ là một đệ tử của Phi Đao Môn, mắt của cô rất sáng và rõ chứ không hề bị mù như Kim được biết. Màn kịch này cô diễn quá hoàn hảo đến mức không để lộ bất kỳ sơ hở nào. Mục đích của Phi Đao Môn là giáng một đòn mạnh về phía triều đình để khẳng định vị thế của mình. Thay vì cứ suốt ngày bị truy đuổi thì lần này họ đã quyết định phản công. Kim đã hết giá trị lợi dụng nên anh phải bị trừ khử. Người làm chuyện đó không ai khác chính là Tiểu Muội. Cô phải là người chấm dứt mọi thứ trước khi nó đi quá xa không thể kiểm soát. Tuy nhiên thời gian ở cùng Kim, cô thực sự đã nảy sinh tình cảm với anh. Hai người khi này đang ở hai thân phận hoàn toàn trái ngược nhau đã tìm được sự đồng cảm trong đó. Cuối cùng thì mặc cho các rào cản, họ đã quyết định đến với nhau. Không có gì có thể ngăn cách họ lúc này, kể cả cái chết. Họ đã lựa chọn thì sẽ không bao giờ hối hận. Tiểu Muội đã tha cho Kim cũng chính là chọn làm trái ý của trưởng môn. Cô chắc chắn sẽ phải chịu trừng phạt, nhưng điều đó bây giờ không còn quan trọng nữa. Cuộc chiến giữa triều đình và Phi Đao Môn đang dần đi đến hồi kết và họ cần phải tránh xa khỏi cuộc chiến đó. Nhưng Tiểu Muội mang trách nhiệm của một đệ tử Phi Đao Môn nên không thể trốn tránh được, họ lại phải từ biệt nhau dù mới chỉ bên nhau được khoảng thời gian ngắn ngủi. Kim sẽ phải rời khỏi đây trước khi người của Phi Đao Môn biết anh còn sống. Tiểu Muội sẽ ở lại giải quyết mọi chuyện vì cô là người đưa ra lựa chọn. Nhưng sau khi suy nghĩ kỹ, cô mới nhận ra mình không thể rời xa Kim thêm một phút nào nữa. Hai người dường như có thần giao cách cảm với nhau khi cùng cảm nhận được điều đó. Tuy nhiên, người của Phi Đao Môn không dễ gì để cho họ đến với nhau như vậy. Tiểu Muội đã làm trái ý của trưởng môn và cô phải chịu trừng phạt. Có điều người ra tay lúc này lại chính là Lưu. Giữa anh và Tiểu Muội như có quan hệ gì đó không thể nói ra. Việc ra tay với Tiểu Muội giống như một quyết định khó khăn đối với anh ta. Thì ra Lưu cũng có tình cảm với Tiểu Muội và anh ta còn là người đến trước Kim. Ngoài thân phận bổ đầu thì Lưu còn một thân phận khác mà không phải ai cũng biết. Anh ta là nội gián Phi Đao Môn cài cắm vào triều đình nhằm mục đích phá chúng từ bên trong. Những nội gián như Lưu đã góp phần không nhỏ vào sự tồn vong của Phi Đao Môn. Nhưng điều anh không hài lòng với tổ chức nhất đó là luôn lợi dụng Tiểu Muội cho các kế hoạch của họ. Trong suốt quá trình cô ở bên Kim, anh ta đã luôn dõi theo để bảo vệ. Chính anh là người đã dùng ám khí cứu thoát hai người khỏi tay đám quan binh. Tưởng rằng sau khi nhiệm vụ hoàn thành họ có thể bên nhau, thì Lưu nhận ra Tiểu Muội đã thay lòng. Cô đã không còn tình cảm với Lưu mà người may mắn lúc này là Kim. Tuy nhiên Lưu vẫn cố chấp không tin vào điều đó và sự cố chấp đó đã khiến anh ta bị trừng phạt. Trong Phi Đao Môn có quy định không được ép buộc người khác làm điều họ không muốn. Như vậy chẳng khác nào đám cầu quan triều đình ngoài kia. Vì thế mà Lưu đã ôm hận và anh ta đã ra tay với Tiểu Muội để ngăn cản việc cô đến với Kim. Anh ta đã quá ích kỷ chỉ nghĩ cho bản thân, để rồi sau đó lại ôm hối hận khi nhìn người con gái mình yêu nằm xuống. Kim sau đó đã quay lại để đưa Tiểu Muội đi cùng đang phải nhìn cô trong tình cảnh này. Nhưng anh không có thời gian đau buồn vì còn trận chiến trước mắt anh phải đối mặt. Lưu đã bị Kim cướp mất người tình trong mộng nên nhất quyết phải giết anh bằng được. Khi này, một người muốn trả thù cho người con gái mình yêu, còn một người muốn giết chết tình địch. Họ điên cuồng lao vào đánh nhau như hai con hổ đói mà không cần nói rõ lý do, bởi cả hai đều hiểu đối phương nghĩ gì. Ai cũng đổ lỗi cho đối phương mà không chịu nhận lỗi về mình. Cả hai đều là những cao thủ nên không ai chịu thua kém ai dù chỉ một chiêu. Tất cả những gì giỏi nhất họ đều đem ra thể hiện trong trận chiến này. Trong họ đánh nhau chẳng khác nào một trận chiến sinh tử, phải có kẻ sống người chết. Bỗng lúc này tuyết rơi trắng xóa trời khiến mọi thứ xung quanh bị bao phủ bởi một màu trắng xóa. Dù vậy cũng không làm ảnh hưởng tới trận chiến của Kim và Lưu. Trong đầu họ chỉ nghĩ làm sao giết chết được đối phương chứ không nghĩ tới việc xung quanh thay đổi như thế nào. Từng đòn đánh kèm theo hận thù liên tiếp tìm tới đối phương không ngừng nghỉ. Dù cho đã kiệt sức nhưng cả hai không ai chịu dừng tay. Họ nhất định muốn đối phương phải chết để thỏa mãn cơn giận trong lòng. Một người bị thương thì người còn lại cũng phải đón nhận hậu quả tương tự. Tiểu Muội ấy thế mà lại chưa chết và vẫn có thể đứng dậy như một kỳ tích. Nhưng trước mắt cô là hai người đàn ông cô đem lòng yêu đang đánh nhau thừa sống thiếu chết. Lưu đã rút ra phi đao trên lưng mình để thực hiện chiêu cuối cùng. Tiểu Muội cũng có ý định như vậy vì chỉ có cô mới cứu được Kim lúc này. Nhưng điều đó đồng nghĩa với việc cô phải hy sinh tính mạng của mình do vết thương đã mất rất nhiều máu. Bỏ qua sự ngăn cản của Kim, cô vẫn quyết định làm điều mình muốn. Kim chỉ biết đứng đó chứng kiến màn thể hiện của hai cao thủ phi đao mà không thể làm gì hơn. Đao đã phi ra là không thể thu lại. Nhưng trên tay Lưu, phi đao của anh vẫn còn nguyên, chứng tỏ anh không hề muốn ra tay. Còn Tiểu Muội vì muốn cứu tình yêu đích thực của mình mà đã nằm xuống sau khi vừa may mắn thoát khỏi tay Diêm Vương. Nhìn cô nằm trong vòng tay của Kim khiến Lưu hiểu mình đã bị thù hận làm mờ mắt. Nếu như anh ta không vì lòng ích kỷ của mình thì người con gái anh ta yêu đã có được hạnh phúc. Chính sự cố chấp của anh ta đã khiến anh ta mất đi tất cả để rồi phải hối hận cả đời. Hình ảnh quan binh bao vây căn cứ của Phi Đao Môn đã báo hiệu một cuộc chiến khốc liệt sắp diễn ra. Trận chiến đó sẽ quyết định vận mệnh của tất cả sau một thời gian dài tranh đấu vì lý tưởng của mỗi bên. Video hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi và ủng hộ Mọt. Hẹn gặp lại trong các bộ phim tiếp theo. I love you chick chick. Bye bye!